Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là mẫu áo thun đôi nha các bạn, dành cho cả nam và nữ, nhìn rất là trẻ trung, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là các bạn tuổi teen, các bạn sẽ rất là thích mẫu sản phẩm này. Được thiết kế khá là bắt mắt với những hình ảnh rất là dễ thương ha. Đây là một form áo được may cũng rất là chắc chắn, đường kim mũi chỉ rất là dày dặn nè. Các bạn có thể tìm hiểu sản phẩm này nha các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee, được đánh giá 5 sao luôn nè. Với hơn 5.000 sản phẩm đã bán rồi và giá đang giảm chỉ còn có 89.000 một chiếc áo như thế này thôi. Các bạn có thể mua một cặp áo như thế này để diện đồ đôi đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè, hoặc là mua tặng cho bạn bè của mình cũng rất là đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Đóng gói chắc chắn kèm giấy hướng dẫn giặt, hàng y hình, giá tốt. Áo rất chi là xịn sò, shop cũng rất chi là cute, mua áo lại được tặng kèm hai bao lì xì. Đó. Áo chất ổn lắm ạ, y hình phù hợp với giá, giao hàng khá nhanh, hơi bất ngờ vì chất vải quá ok. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.